Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang tìm hiểu chủ điểm uống nước nhớ nguồn. Nối tiếp chương trình, chúng mình sẽ cùng nhau đến với một bài đọc mới. Để mở đầu cho tiết học, các con hãy cùng cô khởi động qua nhiệm vụ sau đây nhé. Các con hãy tưởng tượng mình được đến thăm một vườn cây ăn quả lâu năm. Hãy chia sẻ với bạn cảm xúc, suy nghĩ của mình về vườn cây ấy. Với nhiệm vụ này, các con hãy phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Khi đến thăm một vườn cây ăn quả, có thể chúng mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy thật vui mừng hoặc phấn chấn. Và trong lòng thầm nghĩ, sẽ thưởng thức hết tất cả loại trái cây ở trong khu vườn này. Các con hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình với thầy cô và các bạn học sinh ở trong lớp nhé. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một bài đọc vô cùng cảm động, cũng viết về một khu vườn. Hãy cùng cô chờ đón xem đó là câu chuyện gì nhé. Chúng ta đến với tiết đọc Vườn của ông tôi. Trước khi luyện đọc, các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đọc như sau. Các con cần đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai. Ví dụ có từ xòa xuống, uốn nó xuống, lời chỉ dẫn, cây cao cao vút, giữa quãng cách. Cần phải ngắt giọng ở những câu dài, ví dụ cô có câu, dù chỉ hoàn toàn là tưởng tượng, nhưng hình bóng ông không thể phai nhạt khi vườn cây còn mãi xanh tươi. Cần nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả, gợi cảm xúc của nhân vật như là chuối tùm khắp nhà, trước sân là 5 cây cao cao vút. Các con cũng cần phải đọc diễn cảm lời nói của người bà, đọc với giọng chậm rãi và hơi buồn, ví dụ câu như sau. Ông mất từ ngày nó chưa ra quả. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc Vườn của ông tôi. Tôi sinh ra ở thành phố, bà nội tôi sống dưới quê. Lần đầu về quê, tôi được bà dẫn ra thăm vườn. Đến cạnh cái bể nước, bà chỉ vào cây mít. Ông mất từ ngày nó chưa ra quả. Tới giữa vườn, bà trỏ cây nhãn. Lúc ông đi, nó mới cao bằng cháu. Ra bờ ao, đến bên cây sung cảnh lá xòa xuống gần mặt nước, bà kể, cây này ông trồng, rồi ông uốn nó xuống để cho cá ăn sung. Vườn của ông, theo lời chỉ dẫn của bà, có nhiều thứ cây. Chuối tùm sau nhà, trước sân là 5 cây cao cao vút. Dưới gốc cây cao thứ nhất, đứng ở thềm nhìn ra là bể nước. Giữa quãng cách của những cây cao là hoa rành rành và hoa mẫu đơn. Bà kể thêm, tất cả đều do ông trồng từ trước. Lụi cây nào, bà bảo các chú trồng lại cây ấy, đúng như khi ông còn sống. Mảnh vườn nhỏ, lúc tôi đã đủ trí khôn để nhớ, có cả cam, mận, chanh, bưởi nữa. Riêng cây xoan, cây khế thì mọc tít ở đầu ngõ gần cổng. Trong vườn còn có lá lốt, lá mơ, ngải cứu, khoai sọ. Vào vườn, tôi nhớ đến ông và tự hình dung ra ông đã trồng cây, cặm cụi vun sới ra sao. Dù chỉ hoàn toàn là tưởng tượng, nhưng hình bóng ông không thể phai nhạt khi vườn cây còn mãi xanh tươi. Tết đến, hoa mận nở trắng, sang xuân lại có hoa bưởi, hoa chanh, hoa nhãn. Mẫu đơn thì đơm bông cả bốn mùa, đêm giao thừa nào, bà tôi cũng làm một mâm cơm cúng, đặt lên bể nước để mời ông về vui với con cháu và để cho cây vườn đỡ nhớ. Trong bài có một vài những từ ngữ cần phải tìm hiểu để có thể hiểu bài đọc hơn. Chúng ta có lụi, hình dung, mẫu đơn và rành rành. Lụi ở đây được hiểu là cây ngừng phát triển, héo úa dần dù chết. Còn hình dung là làm hiện lên trong trí óc một cách khá rõ nét những gì không có ở trước mắt. Mẫu đơn là loại cây nhỏ, lá xẻ lông chim, hoa nở vào dịp Tết, vỏ và rễ cây dùng làm thuốc. Cuối cùng, rành rành là loại hoa nhỏ, cây trắng và thơm, quả chín có màu vàng da cam, dùng để nhuộm thực phẩm hoặc để làm thuốc. Những từ ngữ này đã giúp chúng mình hiểu bài đọc hơn đúng không nào? Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài đọc thông qua việc trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa. Cô mời chúng mình đến với câu hỏi đầu tiên. Các con hãy trả lời câu hỏi sau đây. Lần đầu về quê, bạn nhỏ được bà giới thiệu cho biết những cây nào trong vườn.
Chính xác, bạn nhỏ đã được bà giới thiệu cho biết về rất nhiều loại cây trong khu vườn như là cây mít, cây nhãn, cây sung, cây chuối, cau, khế, dành dành, mẫu đơn, vân vân. Quả là một khu vườn vô cùng phong phú và đa dạng đúng không nào? Chúng mình tiếp tục tìm hiểu nội dung với câu hỏi số 2. Theo các con, qua lời giới thiệu của bà, bạn nhỏ đã hiểu được điều gì về vườn cây? Câu hỏi này phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi bạn. Tuy nhiên, các con vẫn cần phải bám vào nội dung của bài đọc. Và sau đây sẽ là một vài những gợi ý của cô mà chúng mình có thể tham khảo. Qua lời giới thiệu của bà, bạn nhỏ hiểu được rằng cây trong vườn cũng gợi nhớ về người ông đã khuất, hoặc là vườn cây của ông luôn được bà chăm sóc chu đáo. Ngoài ra, các con có thể thoải mái thể hiện những suy nghĩ của bản thân đối với câu hỏi số 2 này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Theo các con, vì sao hình bóng của ông không bao giờ phai nhạt trong lòng người thân? Hình bóng của ông không bao giờ phai nhạt trong lòng người thân dù ông không còn trên cõi đời này nữa, bởi vì vườn cây của ông trồng luôn gợi đến hình bóng của ông, và bởi vì người thân luôn nhớ công ơn của ông đã trồng lên một vườn cây xanh tốt và vô cùng phong phú đa dạng. Tiếp nối bài học, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Đóng vai bạn nhỏ, nói 1 đến 2 câu về vườn cây của ông. Đây là một nhiệm vụ không hề khó. Ở đây cô có một vài gợi ý mà các con có thể tham khảo. Ví dụ, vườn của ông tôi có rất nhiều cây ăn quả, cây trong vườn đều do ông tự tay trồng. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, các con cần phải nhớ được nội dung của bài đọc. Câu hỏi số 5. Nếu là bạn nhỏ trong câu chuyện, con sẽ làm gì để gìn giữ vườn cây của ông được nguyên vẹn như khi ông còn sống? Có rất nhiều cách để có thể giữ gìn vườn cây. Ví dụ, chúng ta có thể chăm chỉ vun xới, có thể chăm chỉ tưới nước cho các loài cây, loài hoa. Chúng mình cũng có thể tỉa cành bắt sâu để cây phát triển thật tốt. Và cũng có thể rào các cây lại để các cây tránh bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, vân vân. Và nếu như chúng mình cũng có một khu vườn đáng mơ ước như vậy, cô tin chắc rằng các bạn nhỏ sẽ luôn nêu cao ý thức giữ gìn khu vườn đó. Từ những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta rút ra được nội dung chính. Bài đọc này đã kể về khu vườn với rất nhiều loài cây của người ông, qua đó thể hiện sự trân trọng và biết ơn của người cháu dành cho người ông. Chúng mình hãy luôn trân trọng và biết ơn những người đã đem lại thành quả tốt đẹp cho chúng ta trong cuộc sống này. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau trên trang web olm.vn.